Em Tiến Audio Hải Dương kính chào toàn thể quý vị các bác cùng anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thưa quý vị các bác cùng anh em, trước mắt quý vị các bác các anh em, đây là một đôi loa vô cùng quen thuộc. Trong mấy ngày trước em đã bán một đôi lên Hà Nội. Và tiếp theo đây, hôm nay em về một đôi loa nữa đẹp kính con nha các bác nha, đẹp kính con luôn. Thân thùng từ trong ra ngoài không tì vết, đôi loa cực kỳ đẹp và em đang để cái dáng vẻ nguyên hình của nó các bác nha. Thì các bác rất là dễ hình dung khi các bác và chúng ta bày biện nó y như thế này. Thưa quý vị các bác cùng anh em, một đôi loa JAMO model là S708, cấu hình sử dụng là một 4 đuôi trên một thân thùng, tức là dòng loa này trang bị hai cái loa bát bên hông là hai cái bát có đường kính là 27. Hai cái bát này là hai bát trầm điện các bác nhá, hai bát trầm điện. Chúng ta phải lưu ý một câu là hai bát bên hông là hai bát trầm điện, nó chuyên ra cho tiếng trầm, nó chuyên nghiệp để cho ra tiếng trầm, không lẫn một tiếng nào vào trong cái bát đó, chỉ có tiếng trầm mà thôi. Chính vì vậy đôi loa này khi phát âm ra nó cực kỳ là lực lưỡng, âm trầm rất là sâu xa. Chúng ta chơi loa này, đôi loa này không cần phải nghĩ tới phương án phối ghép thêm trầm nữa, bởi vì hai cái loa bát có đường kính 27 đánh ra tiếng trầm thì chúng ta hình dung thôi, tiếng trầm của nó ra cực kỳ dã man và bạo lực, rất là êm sâu. Thưa quý vị các bác cùng anh em, chúng ta còn phía trước giải cao thì chúng ta thấy là nó có hai cái loa chung đường kính là 18 và một loa tép đôm nụa, ở phía sau có lỗ thông hơi và có chức năng đánh cầu BY. Trước tiên thì mới đầu vào đầu clip thì thời tiết nó hơi nóng cho nên là em bật điều hòa và cũng như là bật quạt đấy. Còn bây giờ em khi em ra mở cái căng ra và khi test nhạc em sẽ tắt cái điều hòa đi và sẽ test nhạc cho anh em để anh em chúng ta thẩm âm có cái độ tĩnh nặng cho nó chuyên sâu các bác nhá, không có để tiếng đấy các bác nghe tiếng điều hòa đấy, nó rất là ồn ào và quạt nữa đấy. Bây giờ mà anh em chúng ta cùng đến với tham quan đôi loa. Em sẽ mở e căng đầu đuôi cho anh em. Và thưa quý vị các bác cùng anh em nhé, là đôi loa trong video clip ngày hôm nay nó có một cái giá thành cực kỳ là hợp túi tiền, tức là nó giá của nó thì êm hơn so với lại cái đôi mà mấy hôm trước em bán nhé. Bởi vì là em Tiến, cái nhu cầu của em Tiến bán hàng ấy là nói thẳng với các bác là nó không niêm yết giá ở trong cùng một sản phẩm đấy. Cái gu của em Tiến bán hàng có nghĩa là nhẹ khâu mau tác các bác, các anh em chúng ta phải lưu ý những câu như vậy, nhẹ khâu mau tác có nghĩa là nhập được cao thì bán cao mà nhập được thấp thì em bán thấp, miễn làm sao hàng phải trôi đi thật nhanh các bác nhá. Gu của em Tiến là như vậy, hàng phải trôi đi thật nhanh. Đôi loa trong ngày hôm nay thì giá thành nó rẻ hơn đôi trước rất là nhiều đấy. Trong cái đó đôi loa đẹp kính con luôn đấy các bác nhá, đẹp toàn phần, đẹp tắt điện luôn anh em nhá. Đẹp này thì miễn chê miễn bàn luận anh em, đẹp kính con luôn. Chúng ta nhìn cái mặt tiền của nó này, nó sáng choang và đẹp keng luôn. Hai cái loa chung, một loa chung trầm, một loa chung cao và một loa tép đôm lụa ở trên này. Gồm có cấu hình làm màng carbon, gân cao su, cái bát của nó cũng vậy các bác nhá. Chất liệu vật liệu trang bị trên đôi loa này nó cực kỳ bền bỉ, quá bền luôn, gân cao su mà quá bền luôn anh em này. Bát là bát 27 nhé, em đeo gang 25 mà vẫn còn thừa như thế này, là bát 27 các bác nhá. Để anh em chuẩn chỉ gang 25. Các bác ơi, quá ok luôn. Bát này là bát lâm châm, bát trầm điện anh em nhá. Clip trước em hỏi em test video này anh em hỏi một là cái bát hông của nó là bát cộng hưởng à. Thì bát cộng hưởng em nói luôn là bát cộng hưởng anh em nhé. Còn bát trầm em bát không cộng hưởng là em nói bình thường. Thưa quý vị các bác anh em chúng ta, đôi loa JAMO model là S708 có cái công suất là 300W trên một thân thùng loa các bác nhá. Công suất tối đa là công suất 300W trên một thân thùng loa, có trở kháng 6 ohm. Dòng loa này được sản xuất tại Đan Mạch các bác nhá, tại Đan Mạch. Rồi ok, một đôi loa tuyệt vời, đẹp đẹp mỹ mãn anh em nhá, đẹp mỹ mãn luôn, đẹp trau chuốt và zin từ A đến S anh em ạ. Zin từ A đến S. Đấy, thân thùng của nó thì nó quá là đẹp luôn. Đấy, các góc cạnh không bị sắt sẹo bất cứ một chỗ nào. Chỗ này đánh cầu BY và dây đồng kết nối đầy đủ.
Đôi loa này thì có một cái chiều cao là 98 anh em nhé. Chiều cao của loa là 98, kém 2 phân nữa đầy 1 mét nha anh em nhé. Chiều rộng là 22, chiều rộng này là 22 này. Chiều sâu là 38, cái hậu sâu của nó rất là sâu. Giá của đôi loa này em Tiến bán cho toàn thể quý vị các bác anh em chúng ta với một cái mức giá là 7.200.000 các bác nhá. 7.200.000. Còn đôi loa này thì trong mấy ngày trước thôi em bán với giá là 8.600.000 anh em nhá. 8.600.000. Đấy, các bác thấy không? 7.200.000 và 8.600.000 là chênh nhau trên 1 triệu đồng. Đấy, cho nên em không liên miết bất cứ một sản phẩm nào. Và các bác đặt hàng hôm nọ các bác mua tuột thì bác nào mua tuột thì bác vào xem video thì thấy em test lên các bác hãy mua nhanh nhá. Có em chốt nhanh. Bởi vì là mấy nọ các bác hỏi như em, nhưng em không còn. Hôm nay thì hàng về thì quá đẹp, quá xuất sắc, zin từ Anet anh em nhá. Không zin em biếu anh em luôn. Và cái giá hôm nay nó lại quá là dễ chịu, quá là êm mà đôi loa đẹp như thế này. Thì chất liệu về hát karaoke đôi loa này thì em hôm nọ cũng đã test karaoke hát cho anh em rồi nhá. Hát karaoke nó quá đỉnh và quá hay luôn, quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Nhá, không còn điều gì để chê cho đôi loa này và có giá thành cực kỳ hợp lý. Và dòng loa Jammo này thì cực kỳ là dễ phối ghép âm đi. Các bác có thể phối ghép với bất cứ chiếc âm đi nào mà nhà quý vị các bác các anh em chúng ta có các bác nhá. Âm đi Sansui, âm đi Đà Lâm, âm đi Bueller rồi vân vân và vân vân Marang các bác nhá. Thì trong phương án phối ghép clip ngày hôm nay thì em ghép với lại con âm đi Sansui AU Alpha 707 mặt gương. Chiếc đi này công suất 320W, đánh 8 sọt than điện 100V, chiếc đi đẹp xuất sắc và zin đét các bác nhá. Giá chiếc đi này 6.200.000 các bác nhá, 6.200.000. Đôi loa có giá 7.200.000. Đấy, bộ phối ghép này quá ngon luôn. Anh em chỉ cần vào thêm một con vang và là anh em karaoke rồi. Và bây giờ thì mời toàn thể quý vị các bác anh em chúng ta hãy cùng đến với buổi test âm thanh. Em sẽ giữ nguyên cái máy hình như này, máy quay như này và sẽ ra tắt điều hòa này cũng như là mở cửa ra cho anh em. Tắt điều hòa luôn. Rồi bây giờ thì em Tiến sẽ bật nhạc, mời quý vị các bác anh em chúng ta cùng thẩm âm và chất âm của bộ phối ghép này. Không gian đã tĩnh lặng và chúng ta hãy cùng thẩm âm và chất âm của đôi loa này. Rất tuyệt vời đấy các bác ơi, quá tuyệt luôn. Tiếng trầm của nó, các bác để ý, tiếng trầm của nó nhả ra cực kỳ sâu xa và mềm. Còn trung âm của đôi loa này, lời ca sĩ phát ra thì nó như kiểu là ca sĩ đang hát trước mặt chúng ta vậy. Một giọt mưa con thương người từng chót buồn ngồi nghe tiếng súng. Giọt mưa rơi, nhìn giọt nước mắt quê tôi, giọt hương bé nhỏ chào đời.
từng giọt mơ tuôn thương người chờ thấy bến yêu thương. Vì đau binh khói hận trường 20 năm qua vương mắt trong cô đi lệ hoa, mẹ tiễn chân anh đi diệt, còn em khuya sớm đón chim xa bên bờ hào đầy hương hoa. Lời thương xa mới tôi hôm qua, y tình nồng đường anh xa. Từng giọt mơ tuôn thương người chờ thấy bến yêu thương. Về đâu binh khói hận thương 20 năm qua vương mắt cho cô đi lệ hoa, mẹ tiễn chân anh đi diệt, còn em khuya sớm đón chim xa bên bờ hào đầy hương. Lời thương xa mới tôi hôm qua, khi tình đồng đường đành xa. Lời thương xa mới tôi hôm qua, khi tình đồng đường đành xa. Lời thương xa mới tôi hôm qua, khi tình đồng đường đành xa. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của toàn thể quý vị, các bác cùng anh em. Cảm ơn các bác, các anh em rất là nhiều.